À mất mic hả? Tự nhiên mất mic nhỉ? Cảm ơn Thí nhá. Nãy thì Thí có donate 1 triệu thì chứ bảo GA thì tí nữa mình sẽ GA cho anh em vài thẻ anh em nhá. Tiện thể thì mình bảo với anh em là hôm nay có nên tâm linh nick này không? Nick này có 128.000 này. Chưa kể là Thí vừa nạp vào này, 28.000 nữa. Đấy. Căng chưa? Để chúng ta có nên tâm linh không hay là cứ thế mà quất luôn? Đừng đổi đá anh hiểu rồi. Thôi anh cứ tâm linh đi. Tâm linh em ạ. Mở mắt đầu tiên, hiến tế cho anh em xem. Hiến tế không biết là ai đây, Mona đi. Hiến tế thủy để lấy thủy anh em nhá. C6R1 phải không hả Trí? Anh em cho mình xin một like nhá. Ôi, chết rồi, có điểm này em ạ. Lại chính cái cây này rồi, thôi đứng đây run luôn. Anh tối qua thời tiết nó thay đổi, anh mở quạt chiếu vào mặt nên là bây giờ hơi cảm nha em ạ. Không, người ta gọi đấy là tâm linh đấy anh em ạ. Đấy gọi là định mệnh đấy. Một trăm hai mươi tám nghìn thì theo anh em là bao nhiêu roll hả anh em? Anh em tính hộ mình phát. Mười lăm trang, 14 trang cộng một chưa có bảo hiểm, tức là tầm 71 lần rồi đúng không? Tám trăm roll hả? 800 roll thì thừa đối với anh quá. Đầu tiên nha anh em nhá. X10 nổ luôn để xem nổ cái gì nào. Yui, đừng roll hung tao nhé, hung tao hình như đủ cung mệnh rồi, cung mệnh 6 rồi. Chưa, 71, 72, 73, chưa này, 74. Uầy, 74 ấn nổ á. Lệch rồi, 74. Mình có đếm nhầm nhỉ? 14 trang là thành 70 hả anh em? 4 trang là 70 hả? 70 cộng 1 là 71 đúng rồi, 74 đã nổ rồi. Bình tĩnh anh em ơi. Ai chà, mở mát thế này. Không sao. Không sao anh em ơi, nếm lại từ đầu nhá. Người ta gọi là vạn sự khởi đầu nan mà. Gỡ luôn. Chưa, 10 này. Hai mươi. Ba mươi. 40. 40 đã nổ. Hai con. Không, chỉ có một con thôi. 40 anh em nhá. Như vậy là cũng không phải đen quá rồi. Mình đếm lại từ đầu anh em nhé. 10. 20. Chưa. 30 nào. Đừng có 75 lệch nhá. 40 nào. Tí đã chuẩn bị tất cả tư tưởng rồi. 50. Có đen lắm thì vẫn lấy được. 60 rồi, 70 nhá. 70 có khả năng nổ phát này này. Chưa. Vậy thì hy vọng là hai con đi. Đừng lệch. Hình bóng ấy là ai đây? Ui, xin chiều này. Ui. Lệch rồi. Hai phát rồi anh em ạ, hai phát lệch sâu. Hai phát lệch sâu rồi anh em ơi. À. Hai phát lệch sâu rồi. Như vậy là không được may mắn nữa rồi. Giờ phải làm sao nhờ? Mình không tin là phát thứ ba sẽ lệch. Phát thứ ba không có bảo hiểm lệch nữa. 10.
20, 30, 40, 50. Chết rồi, pha này hơi tốn rồi anh em ạ. 60, 70 như vậy là hơi tốn rồi. Đổi đi đâu đây anh em? Pha này nổ, khả năng nổ này. Bây giờ mới được cung mệnh 1 à. Chưa nổ. Như vậy là hơi lâu rồi anh em ạ, tốn rồi. Như vậy là mất khoảng tầm 160 ron để lấy một con. Tốn quá nhờ. Bây giờ phải hai con thì mấy năm mới gỡ được. Không có rồi. Tốn kém quá ta. Chưa có một phát siêu phẩm nào hết, chưa có nổ sớm hay gì hết. Chỉ có lệch thôi. Cung mệnh 1. Tất cả là tại Mona. Anh em để mình làm lại nhá. Nhảy nào, nhảy trúng cái cây nhờ. Điểm lại từ đầu anh em nhá. 10. Không tin là phát này lệch nữa. 20. 30. 40. 50. Nãy giờ không có nổ sớm anh em ạ. 60. Anh em cứ bình tĩnh. Pha này đừng lệch nhá. 70 này. Có khả năng nổ này. Chưa nổ. Mình không tin là phát này triple kill nhá. Điều na càng thế nhờ. Ôi, đúng rồi, không tin. Còn không? Còn nữa không? Hết rồi anh em ạ. Cung mệnh 2 không lệch. Chưa là gì hết. Chưa là gì hết mới có cung mệnh 2 thôi. Mười. 20. Đừng lệch. Anh em thấy có sự thay đổi ở đâu không? Ui, lệch luôn, thôi không sao. Lệch sớm còn hơn là lệch muộn anh em ạ, lệch sớm còn hơn không. Lệch 3 phát rồi. 10. Hồi an ủi mình đi. Lệch sớm còn hơn không. Còn hơn là 160 phát anh em ạ. 30. 40. Chưa có. 50. Vẫn chưa có ạ. Vậy thì cho tôi xin hai con được không? Đi nhanh có anh em ơi, 50.000 nguyên thạch đi rồi. Hai con được không? Không có hai con rồi, muộn quá thế này là không có hai con rồi. Rồi, cùng mình 3 hả? Cùng mình 3. Nói chung thì đúng là nó lệch thật nhưng mà nó khởi sắc hơn lúc nãy rồi anh em ạ. Lúc nãy 75 mới nổ mà lệch. 3 con nữa thôi. Mười. 20. 30. Hôm nay mình roll rất là nhiều nhưng mà chỉ có 2 phát nổ sớm thôi. 40. Nếu như phát này không nổ sớm thì cho con xin không lệch. 50. Anh em nhờ, anh em có thấy đợt này hơi khó nổ sớm không? 60 rồi. 70. 70 nổ đúng rồi, đừng lệch nhá. Đừng lệch nhá.
Ủa. Căng quá. Chưa có cơ. Đừng lệch nhá. Ui. 4 phát rồi. Anh em ạ. Liệu có phải là vừa reset thì nó tăng cái tỷ lệ lệch lên không? 4 phát ra đi rồi anh em ơi. Mười, 20, 30, ok, được. Gỡ được tí, rồi. Cũng mình mấy nhỉ? 4 nữa hả? Thì nói chung là có 3 phát ra sớm. Mười, 20, 30, 40, 50, 60, 70 nổ. Bây giờ roll cảm giác run đấy nhở. Cảm giác nó có thể lệch bất cứ lúc nào anh em ạ. Lại pixel này. Cảm giác roll là lệch, roll là lệch. Đừng lệch đấy nhá. Nổ đi. Cung bình 5. Wow. Có cái gì sai sai của trong ngày hôm nay không anh em? Cứ chơi là lệch nhờ. Chơi là lệch. Lệch 5 con rồi. Nick của Trí trước giờ mình roll toàn hên anh em ạ. Thậm chí là 100 roll 3 con. Mà hôm nay toàn lệch luôn ấy. Mười, 20, 30. Cái ông bên Hàn mới roll gần 800 roll mới được một con cung bình 6 hả? Liệu là có phải là khi mà nó reset x2 thì nó sẽ giảm tỷ lệ của mình không anh em? Mình nghi lắm. 30. Ôi, nổ luôn. Ok. Được cái là nãy giờ cũng nổ sớm vài lần anh em nhỉ? Cung bình 5 rồi, một con nữa thôi. Cú lên nào. Cú lên anh em ơi, cung bình 5 rồi. Một con nữa thôi. Mười. Nãy giờ nổ sớm cũng mấy lần. Hai. Ba. 4. Chốt hạ phát cuối cùng đi. Không lệch anh em nhá. 5. 6 này.
7 này. Rồi. Cô 16 nhá. Ui. Nãy giờ mình lệch mấy con nhỉ? 6 con, 7 con, không trùng một con nào luôn. Mỗi con một phát. Mỗi con một phát anh em ạ. Zin 2 lần hả? Ok, Zin 2 lần. Nhiều quá không nhớ được anh em ạ. Ui, được. Ui, có còn hơn không anh em ơi? Lại nổi sớm rồi. Như vậy là mình đã tiêu tốn hết bao nhiêu nhỉ? Anh em đếm thử xem. Từ 128.000 bây giờ còn có 35.000. Như vậy là mất bao nhiêu ta? Tầm 90.000 nhỉ? 90.000 nguyên thạch. Chín mươi chia cho 160 là bao nhiêu anh em? Tầm khoảng 562 ron để mình lấy được cung 16, tầm 560, khoảng tầm 500 mấy. Tại vì ở đây thì anh đổi 12 viên nữa này, 12 viên mà đổi ra thì cũng tầm mấy ron đấy. Thì nó cũng dao động tầm như vậy anh em ạ. Hôm nay thì mình không có nổi sớm. Không có nổi sớm, không có hên nhiều. Nhưng mà bù lại thì nó cũng nổi sớm gỡ lại mấy phát. Thì đâu rồi, anh lấy nốt trấn nhá. Cứ cho là 600 ron đi. 600 ron anh em ạ. Hôm nay hơi đen. Hơi đen thì 600 ron. Tại vì ban đầu bạn ấy cũng là bảy mấy lần rồi thì coi như là 600 ron nhá. Ừ, mình đang hơi cảm nhé anh em ạ. Hai mươi. Ba mươi. Này. Lúc nãy là tầm 10 lần, 50 vậy phát này có khả năng ra. Đừng bảo là tiêu hết để lấy trấn nhá. Đừng bảo tiêu hết để lấy trấn nhá. Nổ luôn đi. Kết thúc nào. Ui, hộ ma. Ai chà. Hộ ma ở đây 8 cây rồi anh em ạ. 7 cây rồi, thêm 1 cây nữa là 8 rồi. Ba chục. Bốn chục. Năm chục. Sáu chục. Chả có lẽ. Ui,
Ui, đúng là không lệch anh em ạ, nhưng mà trong lệch lại, trong chúng lại có lệch. Rồi, phát cuối thì bây giờ win rồi. Nhưng mà lệch hai phát rồi. Thắng trên thế thua. Định chuẩn ngược là húp hai quyển á, thế nếu may mà lệch thì nó lệch vô cực hả em? Như vậy là mình đã tiêu coi như là gần hết, nhưng là gần hết nguyên thạch của Trí rồi. Tiêu ác thật. Chính ra là Trí chuẩn bị cũng gọi là đầy đủ ấy. Ui, nếu như vậy hãy cho tôi 2 cây. Cho nó trọn vẹn đi, hôm nay cống hiến cho Miozo quá nhiều rồi. Cũng phải cho mình cái gì đấy chứ. Nữa đi. Hết rồi anh em ạ. Còn có 9.700 thôi. Hôm nay thì nói chung thì cũng gọi là hơi đen anh em ạ. Ít ra là còn gỡ lại được. Ví dụ mà không có những cái pha nổ sớm gỡ lại thì gọi là siêu đen luôn. Thậm chí là lúc này trấn cũng còn không có được.